Thưa quý vị, đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Đỏ đã làm việc với Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Hải về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Hải, đến thời điểm này, địa phương đã chi hơn 704 triệu đồng hỗ trợ cho các F0, F1 điều trị cách ly y tế tại nhà, chi 621 triệu đồng cho 207 hộ kinh doanh ngừng hoạt động, chi hơn 33,3 tỷ đồng hỗ trợ cho 10.253 lao động tự do và lao động làm việc trong lĩnh vực đánh bắt hải sản bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Các chế độ đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được địa phương thực hiện kịp thời, giúp người dân ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Đất Đỏ đánh giá cao việc triển khai các chính sách của trung ương của tỉnh trên địa bàn thị trấn Phước Hải. Đoàn cũng đề nghị địa phương thường xuyên kiểm tra giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận trong việc thực hiện chính sách trên địa bàn để kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh và có biện pháp giải quyết phù hợp.